Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ bước đầu trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện nay là tập trung chỉ đạo xây dựng các không gian vật thể của không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong môi trường học đường. Vậy cụ thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hiểu như thế nào cho đúng và đầy đủ? Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong học đường bước đầu đã đem lại những hiệu quả gì? Và đây cũng chính là nội dung mà chương trình ngày hôm nay mời đến trường quay tiến sĩ Lê Thị Linh Trang, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Xin được cảm ơn tiến sĩ Linh Trang ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Xin chào Hữu Đức, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa tiến sĩ, như chúng ta đã biết thì một trong những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ bước đầu trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện nay là tập trung chỉ đạo xây dựng các không gian vật thể của không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong học đường. Vậy không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở đây được hiểu như thế nào cho đúng và đầy đủ thưa tiến sĩ? Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì gần đây chúng ta nghe nhắc đến rất là nhiều. Đó là một môi trường mà ở đó chứa đựng, thể hiện những cái giá trị tiêu biểu cả về vật chất, cả về tinh thần, thể hiện cái tri thức, sự hiểu biết, cái tình cảm của mọi người về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tôi nghĩ rằng là như vậy nó không chỉ ở các cái vật thể mà trong cái không gian văn hóa đó, đặc biệt nó còn toát lên các cái phẩm cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những cái đặc trưng về năng lực, về đạo đức của người, về cái chữ nhân của người trong hành vi ứng xử từ công việc cho đến đời sống, tạo nên những cái lề lối làm việc, cách đối nhân xử thế. Và qua đó thì chúng ta xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để góp phần làm đẹp thêm cái môi trường văn hóa, để cho chúng ta tiếp cận được những cái giá trị văn hóa từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho con người chúng ta có thêm động lực để phát triển. Và động lực phát triển con người thì cũng chính là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Tiến sĩ vừa chia sẻ thì việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không phải là một công việc vài năm mang tính thời kỳ, mà đó là một công việc mang tính lâu dài. Bởi kết quả của nó không chỉ theo một mục tiêu cụ thể mà còn liên tục phát triển. Và khi mục tiêu hoàn thành thì cần tiếp tục và có mục tiêu khác thay thế. Và với ý nghĩa đó thì thời gian qua các trường học đã tổ chức xây dựng các không gian vật thể và không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Về điều này thì tiến sĩ có chia sẻ gì ạ? Quan điểm của Bác trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục trẻ em, là phải hướng đến giáo dục toàn diện các mặt đức, trí, thể, mỹ, để cho trẻ có thể phát triển đức, trí, thể, mỹ thì có nhiều cái sự tác động, nhiều cái sự ảnh hưởng. Và vì vậy chúng ta, một trong những yếu tố mà chúng ta vừa xây dựng nên đó là xây dựng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh để cho trẻ em trong môi trường trường học được tiếp cận, được hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và qua đó có thể được lan tỏa những cái giá trị mà Bác đã tạo dựng qua một cái mô hình hết sức là chân thực và sống động. Đó chính là tấm gương về cái sự nỗ lực vượt khó, về cái sự học hỏi không ngừng, về cái sự giản dị gần gũi, về cái sự cần kiệm liêm chính, mà tôi nghĩ rằng là không có bút viết nào, tài liệu nào chỉ trên câu chữ mà có thể có một cái sức ảnh hưởng lớn đối với người khác, nhất là đối với thế hệ trẻ. Như vậy thông qua cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học, trẻ con được tiếp cận những hệ giá trị và những cái hành vi cụ thể về tấm gương của Bác, thì để cho trẻ có thể trưởng thành, phát triển một cách có định hướng. Và tất nhiên nghe qua điều đó thì chúng ta cũng thấy không thể một ngày một bữa mà chúng ta hoàn thành mục tiêu đó. Vậy việc mà ngay trước mắt chúng ta tạo dựng một không gian văn hóa là mục tiêu ngắn hạn thôi. Còn về lâu dài chính là chúng ta muốn hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, tạo dựng nên những con người Việt Nam thể hiện đầy đủ bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nên tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta hoàn thiện được mô hình không gian văn hóa trong môi trường trường học thì nó có cái tác dụng giáo dục, hiệu quả giáo dục rất là lớn. Và đặc biệt là Đức có nhắc đến là giáo dục trẻ em á, thì Bác có 5 điều Bác Hồ dạy. Những điều Bác dạy rất là giản dị, rất là dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhưng mà rất là sâu sắc. Một cái người trưởng thành có hạnh phúc hay không là họ có thích ứng được với cuộc sống, với thời cuộc hay không, và đặc biệt là họ tạo dựng nên cái giá trị gì cho bản thân, màu sắc xã hội của họ là cái gì, và họ có cống hiến gì, đóng góp gì cho cộng đồng. Thì cái điều này Bác đã dạy trẻ em từ nhỏ trong 5 điều Bác Hồ dạy. Không chỉ biết yêu bản thân mình, yêu cha mẹ mình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ngay điều 1 Bác đã dạy như vậy. Ngay thứ 2 là học tập tốt, lao động tốt, học để tạo dựng tương lai, kiến tạo đất nước, đúng không?
đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Riêng cái điều này tôi thấy càng ngày nó càng rất là thực tiễn. Đấy, đoàn kết tốt, người ta nghĩ rằng là trẻ con có gì đâu không đoàn kết. Đấy, nhưng các vấn đề xã hội hiện nay, đặc biệt là bạo lực học đường, đấy, trẻ em mà đánh đập trẻ em, bạn học mà đánh đập bạn học, điều bác dạy ở đâu? Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Vệ sinh không phải cho mình mà còn cho người, vệ sinh cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Vậy có phải là từ cái vệ sinh thật tốt là cái ý thức bảo vệ môi trường sống của mình? Và cái điều cuối cùng là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thì hiện nay với cái mô hình xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhà trường, đặc biệt là chú trọng đến việc giáo dục học sinh 5 điều Bác Hồ dạy, bản thân tôi thấy là nó phấn khởi vì những cái tác động mang tính giáo dục của nó đối với thế hệ trẻ. Thưa tiến sĩ, vậy theo tiến sĩ, để khai thác hiệu quả không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cách mạng cho học sinh thì ngành giáo dục cần phải làm gì ạ? Ngành giáo dục đã đưa ra rất nhiều giải pháp, kiến nghị lên trung ương, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, rồi ngành giáo dục cũng kêu gọi xã hội hóa nhiều thứ, rồi ngành giáo dục cũng huy động nguồn lực từ phía phụ huynh v.v. Thế thì ở bản thân tôi, góc độ một cái người rất là quan tâm đến giáo dục và mình cũng là một cái nhân sự của ngành giáo dục, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tăng cường cái tính thiết thực của không gian văn hóa Hồ Chí Minh hơn nữa. Không phải chỉ ở hình thức là mình thi các cái phong trào, xong rồi mình tạo ra những cái mô hình vật thể cho thật là đẹp, thật là lung linh. Đằng sau nó, ý nghĩa của những mô hình đó là cái gì? Chúng ta có thể thi bằng kỹ năng của mình và điều kiện vật chất hiện nay, chúng ta làm ra cái mô hình bến cảng nhà rồng rất là đẹp. Nhưng ý nghĩa của bến cảng nhà rồng liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh là gì? Và cái bước chân của người đặt đến đó, khởi hành cho một hành trình kế tiếp là độc lập tự do dân tộc. Cái ý nghĩa của nó là cái điều hết sức là quan trọng, chứ không phải chỉ ở cái mô hình. Rồi chúng ta có thể có những buổi hội diễn văn nghệ, chúng ta hát những bài hát về Hồ Chí Minh. Nhưng đằng sau những bài hát, lời ca, tiếng hát, giai điệu âm nhạc, những cái cảm xúc ca từ đó, nó phải nuôi dưỡng được những cái rung động của trẻ đối với hình ảnh của Bác Hồ. Những câu chuyện chúng ta kể, nó phải có cái tính giáo dục. Qua đó thì mình rút ra bài học gì và mình liên hệ vào bản thân mình như thế nào. Và khi chúng ta gặp cái gì khó, làm thế nào để khơi dậy cái ý thức của chúng ta ở đâu đó mà chúng ta đã được bồi dưỡng về con người, về đạo đức Hồ Chí Minh. Chúng ta trỗi dậy cái đó từ trong tiềm thức để chúng ta áp dụng vượt khó. Thì tôi nghĩ cái này nó là cả một cái quá trình mà ngành giáo dục, thứ nhất là phải theo đuổi mục tiêu lâu dài. Cái thứ hai nữa là cái giá trị của không gian văn hóa Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục phẩm cách đạo đức cũng như là giáo dục toàn diện cho trẻ phải được ngành giáo dục đề ra những cái tiêu chí cụ thể để chúng ta có thể đo lường được, đánh giá được. Từ đó chúng ta mới biết được là mình thực hiện nó hiệu quả hay chưa hiệu quả. Cái nào hiệu quả mình phát huy, cái nào chưa hiệu quả thì mình khắc phục nó, mình tăng cường nó. Và cái thứ ba nữa là bản thân mỗi người trong ngành giáo dục thì Đức có nhận ra rằng là cái sự lan tỏa những cái giá trị tiêu biểu từ Chủ tịch Hồ Chí Minh là nó thông qua một cái kênh rất là cơ bản, đó là người lớn. Họ là cầu nối để tiếp cận nền văn hóa trước, trao lại cho thế hệ sau. Và như vậy, tấm gương của Hồ Chủ tịch được những người lớn truyền tải cho trẻ thì bản thân những người lớn đó họ phải tiếp thu thấm nhuần và họ phải thể hiện nó trong hành vi lối sống của mình, trong việc học tập, lao động, rèn luyện, ứng xử để tạo một cái không gian sống đẹp. Chứ không chỉ có ngay khu vực không gian văn hóa Hồ Chí Minh nó mới đẹp, mà từ công sở, từ trường học, từ gia đình, từ khối phố. Và những người lớn là một cái tấm gương cho trẻ, để qua đó trẻ tiếp thu qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trẻ hình dung được mô hình con người của mình trong tương lai, từ đó tạo cho trẻ cái động lực để mà cố gắng rèn luyện để đạt được cái mô hình đó. Xin được cảm ơn tiến sĩ Linh Trang với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần hình thành những suy nghĩ, hiểu biết và niềm tin tốt đẹp trong tâm thức của các em học sinh. Và trên cơ sở đó, bồi đắp tình cảm, nâng cao nhận thức về Bác Hồ cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.